Chào buổi sáng tất cả các em. Chị đã ở đây rồi và ngày hôm nay thì chúng mình lại tiếp tục cùng với chị học thuộc những đoạn thơ, những phần nhận định liên hệ mở rộng cho các tác phẩm thơ của chúng mình nhé. Bạn nào đã dậy rồi học cùng với chị thì điểm danh với chị nào được không? Ừ. Bạn nào đã dậy rồi thì hãy gửi đến chị lời chào này và một cái lời quyết tâm cho một ngày học tập mới nhé. À đây rồi, xin chào Phương Linh, xin chào Thiên Nhã, xin chào các em. <laughs> Hôm nay chị vào muộn một chút xíu là bởi vì cái chân giữ máy điện thoại của chị bị hỏng mất rồi Nên chị đành phải là ghi hết những cái thông tin này ra trước Sau đó chỉ tập trung cầm điện thoại để cho các em nhìn nó đỡ bị rung thôi Được không? Các bạn thông cảm giúp chị nhé Ừ, xin chào Văn Linh, xin chào Quỳnh Thu Ở ừ, hôm nay thì thay vì là chị ghi ra trong lúc phát trực tiếp thì hôm nay chị phải ghi ra trước Để tập trung cầm cái máy này cho nó đỡ bị rung các bạn nhé Ừ, xin chào Hải Đăng, xin chào Ngân Lam ôi các bạn vào rất nhiệt tình đúng không à ok xin chào hồng tươi xin chào bổn tâm ừ, cảm ơn em nhé xin chào quỳnh anh đây rồi các bạn của chị đây rồi đúng không nếu không nào ừ. ôi hôm nay em dậy từ 2 giờ ba á sao dậy gì sớm vậy thế em có ngủ được nhiều không dậy sớm như vậy là mặc dù là mình học nhưng mà vẫn phải cố gắng để giữ một cái khoảng thời gian ngủ đầy đủ nhá không là sẽ rất dễ bị mệt mỏi đấy à ok <laughs> Ừ, rồi <laughs> Ừ, hôm nay đông đảo quá <laughs> À, chị rất mừng luôn Chị chỉ sợ là các bạn chỉ được vài ngày đầu Xong rồi những ngày sau là các bạn không muốn học nữa Như vậy là chiến dịch này là không còn tác dụng rồi À ok Chị cảm ơn đoàn vũ nhá ừ, Chúc em buổi sáng vui vẻ <laughs> Rồi ok Chị bắt rồi đấy các em có nghe thấy tiếng gì không ừ. Ôi quên mất nổi bài ngày 2 rồi á Bài ngày hai không có gì là quá khó đâu nó không nên là sau buổi này em cũng nếu như mà em muốn em vẫn có thể tìm kiếm nhanh chóng và nộp lại cho chị đấy được không nào ừ. chị đã xem bài tập của các bạn thứ nhất là về thử thách ngày 1 là viết một đoạn văn và có sử dụng một trong hai cái dẫn chứng mà chúng mình được học ấy thì chị thấy rằng là các em thứ nhất là chắc là đã thuộc được dẫn chứng rồi thứ hai là đã có ý thức trong việc dẫn dắt giữa nội dung của tác phẩm chính với cả nội dung của đoạn thơ liên hệ để khiến cho cái phần liên hệ mở rộng của mình mang cái giá trị là làm nổi bật đối tượng chính. Tuy nhiên thì vẫn còn những cái cách diễn đạt nó khuôn mẫu quá. Nó chưa được tự nhiên lắm, cho nên là khi mà chúng mình phân tích để cho phần liên hệ mở rộng nó đạt hiệu quả tốt nhất thì hãy cố gắng làm sao trích dẫn ra nó một cách tự nhiên nhất các em nhé. Được không? Trích dẫn ra một cách tự nhiên À, ok Đó ừ. Ôi, thật sự luôn đấy Rực rỡ nhờ <laughs> Ok đó thì đó là nội dung của những ngày vừa qua chúng mình cũng đã trải qua hai ngày học cùng với chị rồi đến ngày thứ ba này thì như hôm qua chị đã hứa chúng ta đến với hai tác phẩm nhá mỗi tác phẩm chúng ta sẽ học một đoạn thơ liên hệ được không còn về phần nhận định thì chị tin rằng là các bạn cũng có thể tự tìm kiếm được nhận định và tự sưu tầm trong cái cuốn sổ nhỏ của mình đồng ý với chị không ừ cái cách mà chúng mình học nhận định ấy đó là đầu tiên là hãy chọn những cái nhận định nó ngắn gọn và nó cô đọng xúc tích trong nhận định đó hàm xúc nhiều những cái hình ảnh thì chúng ta có thể dựa vào đấy để gọi là để cảm nhận về phong cách sáng tác của tác giả hoặc là để cảm nhận về giá trị của tác phẩm mà mình đang phân tích ok chưa ừ. Uhm. à bạn Quỳnh Anh thì hỏi chị là bài thơ Đoàn thuyền đánh cá thì liên hệ với bài quê hương của Tế Hanh có được không? Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà cái yêu cầu chị đưa ra đó là em tìm tối thiểu là hai tác phẩm của nhà thơ Huy Cận để làm sao ạ? Để các bạn hiểu được cái sự thay đổi trong hồn thơ của Huy Cận trước và sau Cách mạng, được không? Đó, thì khi đó cái phần đó em bên cạnh việc là có thể liên hệ với nội dung của những câu thơ ở trong đoàn thuyền đánh cá em còn có thể mở rộng thêm để cho thấy rằng là em thấu hiểu được không em thấu hiểu và em có những cái hiểu biết nhất định về toàn bộ cái quá trình sáng tác của tác giả huy cận đó là cái điều mà chị mong muốn đó được chưa đó là cái điều mà chị mong muốn cho nên là hãy cố gắng nhá cố gắng sắp xếp thời gian và thực hiện những cái thử thách chị đưa ra nhé được chưa nào rồi ok còn trong ngày hôm nay thì đối với bài thơ bếp lửa và bài thơ ánh trăng cũng có những cái nhận định liên quan đến tác giả bằng việt cũng có những cái nhận định liên quan đến tác giả nguyễn duy tuy nhiên thì chị mong rằng là các em có thể tự giác trong việc sưu tầm những nhận định mà các em thấy hay và các em tự giác học thuộc bằng cái việc là khi mà chúng mình có nhận định trong tay rồi Hãy đọc đi đọc lại nó nhiều lần Và hãy dùng bút nhớ hoặc là dùng bút đỏ Gạch chân những cái từ khóa Nhớ được những cái từ khóa sẽ giúp cho em hiểu nhận định đấy rõ hơn Và dễ dàng hơn trong việc học thuộc nhá được không? Còn bây giờ thì hãy cùng với chị đến với hai dẫn chứng liên quan đến bài thơ Bếp Lửa và bài thơ Ánh Trăng được không nào? Đầu tiên đến với bài thơ bếp lửa của nhà thơ bằng việt một bài thơ ra đời khi mà nhà thơ đang là du học sinh ở liên xô cũ được không? Thời đó thì gọi là liên xô, à, cái trường mà tác giả là du học sinh thời đó ấy, là ở ukraine nhưng mà được hồi đó thì nằm trong liên xô cũ, cho nên chúng ta vẫn hoàn toàn có thể coi là bằng việt khi sáng tác bài thơ này đang là du học sinh ở liên xô. Ok chưa và trong cái hoàn cảnh đó vừa nhớ nhà nhớ quê hương và mỗi buổi sáng mà tác giả ra ngoài ý, cảm nhận được cái không khí ở bên ngoài với cái làn xương bao phủ ý. tác giả cảm nhận như là đó là những cái làn khói bếp và những buổi sáng sớm khi mà người bà của mình nhóm bếp lửa tròn vờn xương sớm là như vậy đấy các em ạ đó cho nên là um, chúng ta cảm nhận được từ cái hoàn cảnh đó chúng ta lại càng cảm nhận được sâu sắc hơn về cái tình cảm mà tác giả gửi gắm thông qua bài thơ này vậy thì có rất nhiều những câu thơ hay chúng ta có thể dùng để liên hệ mở rộng khi phân tích bài thơ bếp lửa của bằng việt được không nhá còn bây giờ thì đây là một trong những cái ví dụ mà các bạn có thể áp dụng này chị uh, có thì sưu tầm được một cái đoạn thơ một đoạn thơ trích trong bài thơ Đôi dòng tiễn đưa bà nội Cũng của tác giả bằng Việt Được không? À, cái bài thơ này ấy, Đôi dòng tiễn đưa bà nội Thì mở rộng một chút xíu Bài thơ này được in trong tập Đất sau mưa Xuất bản năm 1977 à, Nó cũng viết về nội dung liên quan đến người bà Của tác giả bằng Việt Người bà trong bếp lửa Cũng là người bà nội này và bà trong bài thơ đôi dòng tiễn đưa bà nội Thì lại càng là những cái tình cảm xúc động dồn nén Và thương mến của tác giả dành cho người bà của mình Đặc biệt là vào cái khoảnh khắc mà bà đã già yếu đi rất nhiều rồi Ok không? Và đây là những dòng thơ rất là xúc động Chúng ta có thể sử dụng bốn câu thơ này để liên hệ với cả câu thơ Liên hệ với cả những câu thơ cuối ở trong bài thơ, bài ở bếp lửa Ví dụ như là liên hệ với câu giờ cháu đã đi xa có ngọn khói trăm tàu có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa được không nhá đó chúng ta có thể liên hệ với những cái câu thơ cuối những câu thơ cuối thì chính là nỗi nhớ của cháu về bà và bếp lửa thì đây cũng chính là những cái câu thơ để cho thấy cái nỗi nhớ cái niềm thương mà tác giả bằng việt gửi gắm cho người bà của mình bốn câu thơ đó như sau đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương dù da rẻ khô đi tấm lòng không hẹp lại giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi chỉ một ngày rắn lại ít lời thêm được không chỉ mỗi ngày rắn lại ít lời thêm ok chưa nhá nào bây giờ sẽ cùng với chị học thuộc những câu thơ này nhá Nội dung của nó không có gì là quá khó hiểu, đúng không? Để cho thấy à, nội dung của những câu thơ này là viết về cái việc mà tác giả cảm nhận được cái sự già đi của người bà của mình đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương cảm giác như là người bà của tác giả và nó cũng giống như là người bà của tất cả chúng ta vậy bà càng già nhưng mà cái tình yêu thương trong bà lại càng lớn dần và chúng ta lại càng cảm nhận được rõ rệt hơn ở đây có những cái hình ảnh đối lập là dù da rẻ khô đi nhưng tấm lòng không hẹp lại đó Rồi giàu kiên nhẫn Bà còn hy vọng mãi Chỉ mỗi ngày rắn lại ít lời thêm Ok không? Bây giờ học thuộc cùng với chị bốn câu thơ này nhé Đôi mắt càng già Càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi Tấm lòng không hẹp lại Hai câu thơ đầu tiên Được không nào? Đôi mắt càng già Càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi Tấm lòng không hẹp lại Các Em nắm được hai câu thơ này chưa? Các bạn nắm được hai câu thơ này chưa? Những lời thơ của bằng Việt nó vẫn luôn giàu cảm xúc và nó vẫn luôn thiết tha như vậy Cho nên là chúng ta rất dễ đi vào lòng người Rất dễ chạm được đến cái cái cung bậc xúc động nhất ở trong lòng chúng ta Đọc bếp lửa, không ai là không có những cái khi mà cảm giác được cái sự xúc động đối với cái tình cảm mà tác giả dành cho người bà của mình đối với những cái cảm nhận mà tác giả từ một nơi xa xôi cảm nhận về ý nghĩa của bếp lửa ý nghĩa của tuổi thơ đúng không vậy thì đến với bài thơ này chúng ta cũng có thể sử dụng bốn câu thơ này để liên hệ và bốn câu thơ này cũng với một cái giọng thơ vô cùng tha thiết và xúc động đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương dù da rẻ khô đi tấm lòng không hẹp lại Các em nắm được chưa? Các bạn đã nắm được chưa nào? Đọc lại cùng với chị nhé Đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi tấm lòng Tấm lòng không hẹp lại Được không ạ? Da rẻ khô đi nhé Khô khô đây ở đây chị viết hơi ẩu một chút xíu Chị sẽ viết lại để em nhìn rõ này Da rẻ khô đi Cái bút nó còn hết mực nữa cơ <laughs> Hết cơ chịu nị Đó dù da rẻ khô đi Tấm lòng không hẹp lại Được không nào Tiếp tục hai câu thơ tiếp theo Giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi Chỉ mỗi ngày rắn lại Ít lời thêm Được không Chỉ mỗi ngày rắn lại Thế rồi xong đây chị viết ẩu thế nhỉ Nhìn hơi khó nhỉ các bạn nhỉ Đây này những cái từ ngữ nào mà các em không hiểu Các em hỏi lại nhé Đôi mắt càng già, càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi, tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn, bà còn hy vọng mãi Được không? Chỉ mỗi ngày dán lại ít lời thêm Cái âm hưởng của nó, chị cảm tưởng nó rất giống với cả những câu thơ cuối Ở trong bài thơ bếp lửa nhé giống như là nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở với cả giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi rồi câu thơ sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa với câu thơ chỉ mỗi ngày rắn lại ít lời thêm cảm giác âm hưởng nó rất giống nhau ấy đúng không cho nên là khi mà đưa bài thơ này khi mà đưa bốn câu thơ này vào để liên hệ mở rộng khi chúng mình phân tích những câu cuối vô cùng xúc động và lắng động trong bài thơ bếp lửa thì chị nghĩ là hoàn toàn phù hợp được không nào? Nhá, nhưng quan trọng là các em phải thuộc được cơ Nào, đọc lại cùng với chị nhá Đôi mắt càng già, càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi, tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn và còn hy vọng mãi Chỉ mỗi ngày rắn lại ít lời thêm Ok chưa nào? Đó Ừ. Uhm. Rắn lại ở đây em có thể hiểu là bà không không gọi là không còn nói quá nhiều như không không nói quá nhiều nữa bà ít lời mà ít lời thêm nghĩa là những cái tình cảm ở trong bà không phải là được bộc lộ qua những cái lời nói và dặn dò nữa mà thay vào đó thì tác giả cảm nhận được thông qua những cái biểu hiện khác ví dụ như là tấm lòng không hẹp lại rồi đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương em có thể hiểu như vậy nhá được không ừ. Uhm đấy được không nào đó có thể là bà không bộc lộ những cái tình cảm yêu thương cái sự lắng lo cái sự chăm sóc che chở của mình bằng những cái lời nói dặn dò nữa nhưng mà tác giả lại càng cảm nhận được nhiều hơn thông qua những cái hình ảnh thông qua những cái biểu hiện ví dụ như là đôi mắt càng già rồi da rẻ khô đi nhưng cùng với đấy thì tình yêu thương của bà lại càng lớn dần càng thấm thía yêu thương rồi tấm lòng không hẹp lại rồi giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi Ok chưa nào? Rồi bây giờ đọc lại cùng với chị nhá Đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi, tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn, bà còn hy vọng mãi Chỉ mỗi ngày rắn lại ít lời thêm Ok chưa nào? Nhá, thuộc chưa? Các bạn thuộc chưa? Các em thuộc chưa nào? Ok chưa? Các bạn thuộc bốn câu thơ này chưa? Bạn nào thuộc rồi nào? Bạn nào thuộc rồi điểm danh chị biết nào? Hôm nay chị cầm điện thoại cho nên là nó cứ hơi bị rung và nó không im được nên các em thông cảm nhé Đâu rồi? Các bạn nhỏ đâu hết rồi? Hay là vẫn đang mải mê ghi lại và ngồi học thuộc? Bạn nào thuộc rồi điểm danh cho chị biết nào Đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi Chị mỗi ngày rắn lại ít lời thêm À, rồi ok, Quỳnh Anh thuộc rồi này Tấn Phát thuộc rồi này Nguyễn Thị Dung thuộc rồi này Rất tốt, được không? Ok, ừ, chị cũng chỉ mong như vậy thôi Rồi, tốt, Ngân Lam, Quỳnh Thu À, em mới thuộc hai câu đầu à Tiếp tục còn hai câu hai câu sau thôi Tổng cộng có bốn câu thơ thôi này Nhớ chưa? Nhưng quan trọng nhá Là chúng mình phải thuộc được cả cái tác phẩm chính nữa cơ để chúng mình có thể dễ dàng trong việc phân tích Còn khi mà chúng mình đã nắm rõ được kiến thức nền Nắm chắc được kiến thức nền rồi Thì chúng ta mới hướng đến để liên hệ mở rộng nhá Chứ chị không hề ủng hộ cái việc là Chị chăm chăm đi mở rộng Chị chăm chăm đi liên hệ Xong rồi cuối cùng kiến thức nền của chúng mình Thì lại phân tích sơ sài Như vậy là không được đâu Ok chưa À hôm nay em mới học bài bếp lửa à Không sao Mình có thể tiếp xúc trước với những cái dẫn chứng như thế này Để càng hiểu thêm về hồn thơ của bằng Việt Để càng hiểu thêm cái tình cảm mà tác giả dành cho người bà của mình Được không nào Ok nhá Đọc lại cùng chị một lần nữa Rồi chúng ta sẽ chuyển sang dẫn chứng tiếp theo Đôi mắt càng già Càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi Tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn Bà còn hy vọng mãi Chỉ mỗi ngày rắn lại lời thêm <laughs> ok chưa nhá, rồi đó, ra linh thuộc rồi này ok, rất tốt được chưa nào, cố gắng nhá, các bạn cố gắng không chỉ thuộc trong ngày hôm nay mà còn thuộc trong tất cả những ngày tiếp theo nữa để chúng mình có thể coi đây là một cái dẫn chứng nằm lòng trong tay của mình, được không, nằm lòng luôn, nhắc đến bếp lửa nhắc đến những câu thơ cuối trong bếp lửa là chúng mình có thể nghĩ ngay đến bốn câu thơ này rồi được chưa nhá rồi ok Chưa học bếp lửa Đấy như chị vừa nói rồi đấy Không sao hết Được không? Không sao hết Học à, đọc trước những cái đoạn thơ như thế này này Thì các em sẽ lại càng có thêm được cái sự cảm nhận về phong cách sáng tác của bằng Việt Cảm nhận thêm về cái tình cảm mà tác giả dành cho người bà của mình Được hiện thực hóa ở trong những dòng thơ ra sao nhá Được không? Ok đó, đó là bài thơ bếp lửa. Chúng ta có một dẫn chứng liên hệ mở rộng như thế này. Tiếp tục, chúng ta đến với bài thơ ánh trăng của tác giả Nguyễn Duy nhé. Có lẽ là nhìn thấy bốn câu thơ này, các bạn không còn gì quá lạ lẫm đúng không? Đây là bốn câu thơ gọi là bất hủ. Mỗi khi người ta nhắc đến ánh trăng, để liên hệ mở rộng đấy. Uhm, chị lúc đầu, chị suy nghĩ là hay là tìm kiếm một cái nhận để à, tìm kiếm một cái câu thơ nào đó nó mới mẻ hơn. Tuy nhiên, thì chị nghĩ rằng ý chúng mình cứ học tốt được và nắm rõ được nội dung của bốn câu thơ này để liên hệ mở rộng một cách tốt nhất đối với bài thơ ánh trăng thì đấy mới là cái mục đích mà chị hướng đến chứ không phải là chỉ tìm đến cho các bạn những dẫn chứng hay mới lạ thì nó lại khó cho các bạn trong việc học thuộc này khó cho các bạn trong việc tìm nội dung để có thể liên hệ được được không? Rồi, ok Nhưng mà trước khi đi vào học thuộc dẫn chứng này Thì chúng mình tìm hiểu một chút xíu về bài thơ Ánh Trăng nhé Bài thơ Ánh Trăng là một bài thơ mà có thể thơ 5 chữ thôi Đấy, và những câu thơ mà chị sử dụng để liên hệ với bốn câu thơ này Đó là gì nhỉ? Từ hồi về thành phố Quen ánh điện cửa gương Vầng trăng đi qua ngõ Như người dưng qua đường Được chưa nào? Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bẻ, hồi chiến khu ở rừng, vầng trăng thành chi kỷ, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Đấy, rồi thình lình đèn điện tắt, phòng nguyên đinh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Đấy rồi là gì nhỉ? Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình Ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình Có những cái câu thơ, có những cái đoạn thơ rất là hay trong bài thơ Ánh Trăng như vậy à, Bài thơ Ánh Trăng này đọc lên như vậy Các em nghe thôi, các em cũng đã thấy là Nó đề cập đến một cái mối quan hệ Nếu như nói cụ thể là mối quan hệ giữa nhân vật trữ tình Chính là tác giả xuất hiện ở trong bài thơ này Đối với cả Ánh Trăng Nhưng tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta còn biết được ánh trăng đó đại diện cho quá khứ đại diện cho nghĩa tình thủy chung đại diện cho đồng bào đồng chí đồng đội những gì đã trải qua rồi nhưng cái khoảng thời gian mà gắn bó với ánh trăng là những cái khoảng thời gian ý nghĩa nhất tươi đẹp nhất mà con người không thể vì bị cuốn theo cái nhịp phát triển của cuộc sống mà quên đi được bài thơ nhắc nhở chúng ta về lối sống ân nghĩa thủy chung về đạo lý uống nước nhớ nguồn không nào và ở đây trong một bài thơ khác của tác giả trong một bài thơ của tác giả tố hữu chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh ánh trăng chúng ta cũng bắt gặp cái nỗi băn khoăn dành cho người ra đi đó là mình về mình về ở đây là người bộ đội người chiến sĩ sau khi đã giành chiến thắng đã cùng với đồng bào giành chiến thắng trong chiến dịch điện biên phủ thì các anh cùng với cả lực lượng lãnh đạo trở về với cả thủ đô để tiếp quản thủ đô vào cái khoảnh khắc vào năm 1954 đấy chiến thắng điện biên phủ đấy thì bài thơ việt bắc thì được sáng tác nhân một cái sự kiện lịch sử trọng đại như vậy đó là khi mà chiến dịch điện biên phủ giành thắng lợi thì chúng ta tiếp quản lại thủ đô đúng không nào giành thắng lợi trước thực dân pháp đấy thì chúng ta tiếp tiếp quản lại thủ đô thì bộ đội và những người cán bộ À, phải chia tay với cả đồng bào nhân dân ở Việt Bắc để có thể quay trở lại thủ đô thì đây là bốn câu thơ cho thấy cái nỗi băn khoăn của người ở lại dành cho người ra đi thông qua những cái câu hỏi tu từ đây này mình về thành thị xa xôi nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng phố đông còn nhớ bản làng sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng được không nào ok chưa đó ừ. sao đấy các bạn băn khoăn điều gì ạ à? Lên lớp 12 mới học bài này đúng không chị? À lên lớp 12 thì chúng mình mới học bài Việt Bắc. Nếu như chương trình của các em không có gì thay đổi. Còn bài ánh trăng thì chúng mình sắp học rồi. Ánh trăng là nằm trong chương trình của mình đấy. Được chưa nào? Ừ. Đúng rồi. Lên lớp 12 thì chúng mình mới học bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Một bài thơ rất dài nhưng mà những cái câu thơ này này thì không nằm trong đoạn trích mà chúng mình được học Trong Việt Bắc đâu Chúng mình học những cái đoạn trích khác, những câu thơ khác Ở trong Việt Bắc cơ Nhưng mà bài thơ Việt Bắc là một bài thơ rất dài Bởi vì Tố Hữu vẫn được mệnh danh là người viết biên niên sử Bằng thơ mà Toàn bộ quá trình 9 năm là một điện biên Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng Thì được tác giả Tố Hữu viết cô đọng nhất đầy đủ nhất ở trong bài thơ Việt Bắc này, cho nên nó rất dài và bốn câu thơ này thì nó không nằm trong cái đoạn trích mà chúng mình học. Nhưng với cái nội dung của nó rất là gần gũi với cả bài thơ Ánh Trăng, cho nên chị sử dụng để gọi là cung cấp đến cho các em để cùng học thuộc cùng với chị nhé. OK không nào? Đó, ừ. OK nhá. <laughs> OK chưa? Rồi đó bây giờ chúng mình cùng học thuộc bốn câu thơ này nhé như chị đã nói rồi đấy nội dung của nó là bày tỏ cái sự băn khoăn bày tỏ cái sự lo lắng và cũng là một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho những cái người ra đi đó chính là đừng vì cuốn theo đừng vì cuốn theo những cái nhịp phát triển của đời sống để mà quên đi cái gì để mà quên đi núi đồi để mà quên đi bản làng để mà quên đi mảnh trăng giữa rừng được không nào tuy nhiên nó vẫn có điểm khác biệt so với bài thơ ánh trăng nếu như trong ánh trăng thì hình ảnh trăng là một cái hình ảnh xuất hiện xuyên suốt và nó giống như là nhân vật chính vậy thì ở đây mảnh trăng giữa rừng nó chỉ là một trong những yếu tố nằm trong quá khứ mà thôi chứ nó không đại diện cho quá khứ được không đại diện cho quá khứ là gồm có cả mảnh trăng giữa rừng là bản làng là núi đồi nữa cơ còn trong ánh trăng của nguyễn duy thì ánh trăng đấy là một hình ảnh biểu tượng cho rất nhiều những ý nghĩa sâu xa khác đó là đồng chí đồng đội đó là tình cảm quân dân một thời gắn bó nghĩa tình đó là quá khứ tuy ác liệt nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc ok chưa nào nhá đó thôi không cãi nhau là học lớp mấy nữa Đấy chưa? Bây giờ chúng mình cùng học thuộc với chị bốn câu thơ này nhá À một bài thơ liên hệ khác với bếp lửa đi ạ Chị để dành phần đó cho các bạn được không? Nhá, chị để dành phần đó cho các bạn được không? Bởi vì chị biết rằng là mỗi người sẽ có cho mình những cái dẫn chứng hay kho khác nhau Chị cung cấp ở đây không phải là chỉ có từng đó Chắc chắn rằng là các bạn sẽ có những cái đoạn thơ khác còn hay hơn Chị tin là như vậy Chỉ cần là các em chủ động tìm kiếm Cho nên là phần đó để cho các bạn tự làm được không? Ừ. Phần đó để cho các bạn tự làm được không? Nhá Rồi Ok Tôi nghĩ bài này dài, phân tích mệt Hết thời gian rồi nên một bài liên hệ là quá nhiều rồi <laughs> Bài bếp lửa đúng không? Bài bếp lửa khá là dài Đúng, chính xác, bài bếp lửa khá là dài Với rất nhiều những cái hình ảnh xúc động mà chúng ta có thể dựa vào đấy để phân tích Rồi bây giờ học thuộc cùng với chị bốn câu thơ này nhá Mình về thành thị xa xôi Nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng Ở đây là thấy nhá Ở đây là thấy Còn hai câu dưới mới là nhớ này Phố đông còn nhớ bản làng Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng Ok chưa Đó Đây là những câu thơ thuộc thể thơ lục bát Cho nên học nó rất là dễ dàng Học nó vần với nhau lắm Thật đấy Nó không khó như là những cái câu thơ Những cái đoạn thơ theo thể thơ tự do Như những hôm trước chúng mình học mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng, phố đông còn nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Ok chưa nào? Nhá. Được chưa? Các bạn vừa chưa? Đây, rất đơn giản luôn. Mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng, phố đông còn nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Ok chưa nào? Đó. Đọc lại cùng với chị nhé Mình về thành thị xa xôi Nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng Phố đông còn nhớ bản làng Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng Đấy chưa nào? Ok không? Đó Các bạn đã thuộc chưa? Bốn câu thơ lục bát này có gì khó khăn đâu đúng không? Bốn câu thơ lục bát này không có gì khó khăn hết á <laughs> Thôi chưa nào? ok nào bạn nào thuộc rồi nhỉ? em ơi đâu hết rồi các bạn thuộc bốn câu đơn này chưa mình về thành thị xa xôi nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng phố đông còn nhớ bản làng sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng ok không đâu rồi À thuộc rồi, Nguyễn Thị Dung thuộc rồi Rất tốt, cố gắng nhá Cố gắng lên các bạn ơi Các em ơi cố gắng lên Hôm nay chúng mình chỉ có hai dẫn chứng như vậy thôi Cố gắng học thuộc luôn Để mình không bị tốn thời gian vào những buổi sau nữa Buổi sau chúng mình lại học những cái nội dung khác Được không nào ừ, Lan Dương, rồi Giang này thuộc hết rồi Tốt quá Đấy <laughs> Tốt quá, tốt quá. Đây. Ừ các em thuộc rồi đúng không? Thế thì chị mở rộng một chút xíu, chị đọc thêm những cái câu thơ phía sau bốn câu thơ này nhá. Mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông còn nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Mình đi ta hỏi thăm chừng, bao giờ Việt Bắc tưng bừng thêm vui? Rồi người đáp lại như thế nào ạ? đường về đây đó gần thôi hôm nay rời bạn về nơi thị thành nhà cao chẳng khuất non xanh phố đông càng dục chân nhanh bước đường ngày mai về lại thôn hương rừng xưa núi cũ yêu thương lại về ngày mai rộn rã sơn khê ngược xuôi tàu chạy bốn bè lưới răng đó nếu như đoài thơ ánh trăng thì kết thúc ở một cái giật mình đầy thẳng thốt một cái giật mình để cho thấy cái sự ân hận một cái giật mình khiến cho nhà thơ nhận ra cái sự vô tình của mình và là một cái lời nhắc nhở đối với tất cả người đọc thì bài thơ việt bắc sau những cái câu thơ nhắc nhớ về cái sự thủy chung ân nghĩa trong cách mạng như thế này thì à, tố hữu cũng khẳng định luôn đó là những gì đã trở thành ân tình cách mạng những gì đã trở thành một cái quá khứ hào hùng đem đến độc lập tự do cho dân tộc thì mãi mãi không thể nào phai nhòa trong tấm lòng trong tâm trí của những người lính trong tâm trí của những người trực tiếp tham gia chiến đấu và cả trong tâm trí của thế hệ mai sau nữa được không Ok nhá. Bài thơ Việt Bắc rất là hay nên là các em có thể tự tìm kiếm ở trên ở trên mạng bởi vì nó rất là dài nên là đọc hết ở đây thì cũng không thể đảm bảo thời gian cho các bạn được. Nhưng mà có những cái câu thơ như vậy mở rộng thêm để các em hiểu được nhá. Hay là một đoạn thơ này khẳng định cái tấm lòng thủy chung nhá. Nước trôi lòng suối chẳng trôi, mây đi mây vẫn nhớ hồi về non, đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, tràm nâu thêm đậm phấn son chẳng nhòa nứa mai mình gửi quê nhà nước non đâu cũng là ta với mình thái bình đồng lại tươi xanh phên nhà lại ấm mái đình lại vui đấy kiểu như vậy đúng rồi cái đạo lý sống ân nghĩa thủy chung Ừm ok nhá ánh trăng lấy dẫn chứng được vài vọng nguyệt thì trong vọng nguyệt uh, thứ nhất là em phải hiểu được nội dung của bài vọng nguyệt đó và chúng ta bắt gặp một cái hình ảnh tương đồng ở đây chính là hình ảnh ánh trăng thật ra ấy ánh trăng ở trong ánh trăng của nguyễn duy có thể được nhìn nhận ở rất nhiều góc độ cũng đã có những bài nghiên cứu nhìn nhận ánh trăng như là một biểu tượng nhìn từ lý thuyết biểu tượng ấy thì ánh trăng đó mang từ cái việc cơ sở để xây dựng biểu tượng đó này tại sao người ta lại chọn ánh trăng đại diện cho những cái thứ ánh sáng trong ngần đại diện cho cái thứ ánh sáng của sự thức tỉnh nó đều có lý do nó của nó cả vậy thì liên hệ với vọng nguyệt thì em hãy chọn một trong những cái ý nghĩa của bài thơ vọng nguyệt gần gũi nhất với hình ảnh ánh trăng của nguyễn duy nhá em nhá được không ok chưa đó quan trọng là mình dẫn dắt như thế nào mà các bạn hiểu chưa nào các bạn hiểu chưa bài chị vừa đọc là bài gì bài chị vừa đọc vẫn là nằm trong bài thơ việt bắc của tú hữu đấy chị nói rồi bài thơ việt bắc này rất dài À, trong chương trình các anh chị lớp 12 đang học là các anh chị học 90 câu cơ <laughs> Học 90 câu trong bài thơ Việt Bác Cơ Nhưng là 90 câu thơ đầu Còn rất nhiều những câu thơ sau nữa Thì chị vừa đọc với các bạn để mở rộng thêm Để các em hiểu được những câu trước và những câu sau của đoạn thơ này Để cho thấy cái tình cảm mà Tố Hữu đem đến trong trang thơ của mình Nó cũng có cái sự tương đồng nhưng nó cũng có sự khác biệt Với cả cái chăn trở, với cả cái thông điệp mà Nguyễn Duy gửi gắm qua bài thơ Ánh Trăng được không? Nhá Nào, bây giờ hãy cùng đọc lại với chị một lần dẫn chứng này và dẫn chứng của bài thơ Bếp Lửa nữa nhá Mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng Phố đông còn nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng Chúng ta có thể liên hệ với cái câu thơ đó là Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường À chị thuộc hết Việt Bắc á. Không em ạ, à. toàn bộ bài thơ Việt Bắc rất dài thì chị chị nắm được rõ ràng nhất về 9 câu à, 90 câu thơ đầu thôi trong chương trình học của các anh chị lớp 12. Còn lại những câu thơ sau thì khi mà đọc thì chị hay sử dụng liên hệ mở rộng thì chị nhớ được thôi. Còn lại thì chị không chắc chắn về việc là thuộc được toàn bộ bài thơ Việt Bắc em nhé. Được không? Ừ dài lắm, Việt Bắc dài lắm nhưng mà một cái yếu tố đó là đấy là bài thơ theo thể thơ lục bát cho nên là học nó cũng khá là dễ dàng đấy đúng rồi đấy chính xác lo mỗi dẫn dắt thôi chúng ta phải rèn luyện cái việc mình dẫn dắt làm sao liên hệ mở rộng nó không bị cứng nó tự nhiên nhất có thể các em nhé được không cố gắng cho nó tự nhiên nhất có thể đây để chị lấy ví dụ cho các bạn. Khi mà chúng mình liên hệ về bốn câu thơ này ở trong việc phân tích bài thơ Ánh trăng nhá. Chúng mình có thể liên hệ như sau. Đây chị có thể đọc một cái phần viết mẫu để các em hình dung được này. À đây, ở đây thì có một cái đoạn văn viết mẫu nhưng không phải là liên hệ với câu thơ là từ hồi về thành phố mà liên hệ với cái đoạn thơ là thình lình đèn điện tắt ấy. Ở đây nhá. Uhm. toàn bộ cái đoạn văn đó như sau cũng như dòng sông có thác cành quanh co uốn khúc cuộc đời con người cũng có nhiều biến động ly kỳ ghi lại cuộc sống thành thị của những người mới ở rừng về thành phố nhà thơ chỉ sử dụng bốn câu thơ với 20 chữ ngắn gọn mà vô cùng hàm súc thình lình đèn điện tắt phòng winding tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn những từ ngữ chỉ trạng thái thình lình, vội, đột ngột làm cho câu chuyện được đẩy lên cao trào, gây ấn tượng mạnh với tình huống bất ngờ. Chỉ trong bốn câu thơ nhưng có hai lần đảo ngữ với hai tính từ là thình lình và đột ngột đã tạo nên nhịp thơ nhanh, nhấn mạnh sự việc bất thường đèn điện tắt phòng luyên đinh tối om đối lập với vầng trăng tỏa sáng tình huống bất ngờ đã tạo nên sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối trong khoảnh khắc bất ngờ từ bóng tối bước ra ánh sáng người ta không khỏi ngỡ ngàng bàng hoàng trăng vẫn tròn đầy vằng vặc trên nền trời khoáng đạt trăng đột ngột xuất hiện hay chính con người đột ngột bừng tỉnh trăng tự nhiên không phải chỉ khi mất điện mới đột ngột xuất hiện mà chính là con người đột ngột thảng thốt khi nhận ra vầng trăng vẫn tỏa sáng thủy chung đồng hành cùng với mình cuốn theo nhịp sống hiện đại đổi mới sự vô tình lãng quên của con người đối lập với sự thủy chung và nghĩa tình của vầng trăng của quá khứ sao mà xót xa đến thế phải chăng đó đã trở thành vòng xoáy vô tận mà nếu không nghiêm khắc nhìn nhận và đau đáu chăn trở thì khi đi qua chiến tranh gian lao vất vả con người lại càng dễ bị cuốn theo để rồi bội bạc vô tình mình về thành thị xa xôi nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chăng phố đông còn nhớ bản làng sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng được không nào đó những cái câu thơ những cái cách dẫn dắt để liên hệ được không? Các em có thể tham khảo như vậy nhé Ở đây là chị chỉ dùng một câu thôi Đó là phải chăng đó đã trở thành vòng xoáy vô tận Mà nếu không nghiêm khắc nhìn nhận và đau đáu chăn trở Thì khi đi qua chiến tranh, gian lao và vất vả Con người lại càng dễ bị cuốn theo để rồi trở nên bội bạc, vô tình Ok chưa? Nhá Các bạn ơi, các em hình dung ra được không? Các bạn có hình dung ra được không? Rồi một cái ví dụ cụ thể để các em hình dung ra cái cách mà chúng mình dẫn dắt sử dụng bốn câu thơ này liên quan đến bài thơ ánh trăng các em nhé ừ rồi đã thuộc cùng với chị bốn câu thơ này rồi thế thì cùng nhắc lại cùng với chị bốn câu thơ trong bài thơ đôi dòng tiễn đưa bà nội nào đôi dòng tiễn đưa bà nội của nhà thơ bằng việt có bốn câu thơ mà vừa nãy chúng mình học đó là gì nhỉ à Nhớ nhá, hình ảnh đầu tiên chính là đôi mắt Đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương Dù da rẻ khô đi, tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn, bà còn hy vọng mãi Chỉ mỗi ngày rắn lại, ít lời thêm Ok, đó Được chưa nào? Rồi, ngày hôm nay chị đã cùng với các bạn chúng mình lại tiếp tục dạy sớm có một cái khởi đầu đầy năng lượng, có một cái khởi đầu đầy bổ ích cho một ngày học tập phía trước với hai dẫn chứng liên quan đến bài thơ Bếp lửa và bài thơ Ánh trăng. Chị cũng đã lấy ví dụ để các em hình dung ra cái cách dẫn dắt. Chúng ta hoàn toàn không phải là chỉ có cái cách dẫn dắt đó là à ta cũng bắt gặp hình ảnh đó trong những câu thơ của tác giả tố hữu rồi ta cũng bắt gặp hình ảnh người bà cùng với tấm lòng yêu thương, cái tấm lòng trân trọng tri ân của tác giả bằng việt dành cho người bà nội của mình trong bài thơ đôi dòng tiễn đưa bà nội kiểu như vậy cách dẫn dắt đó thì nó không sai nhưng mà hãy cố gắng làm phong phú thêm cái cách viết của mình các em nhé chúng ta cứ làm sao dẫn dắt nó tự nhiên và đảm bảo phải hiểu được nội dung của cái đoạn thơ mà chúng mình dẫn dắt uhm. Ừ, đây, dẫn chứng của bài thơ bếp lửa chúng ta có thể liên hệ với khổ cuối nhá Liên hệ với khổ cuối cùng của bài thơ bếp lửa Được chưa nào? Còn bây giờ thì các bạn ghi lại giúp chị thử thách ngày 3 Thử thách ngày 3 Chị xin phép đọc thôi nhá Chị viết như thế này thì một tay chị cầm điện thoại viết nó rất là xấu <laughs> Viết nó rất là xấu và khó nhìn Thử thách ngày 3 này Em hãy viết một đoạn văn cảm nhận về những câu thơ cuối về bốn câu thơ cuối trong bài thơ bếp lửa của bằng việt có sử dụng dẫn chứng liên hệ đây có sử dụng dẫn chứng liên hệ này nghe chưa bốn câu thơ này trong ánh trăng thì chị vừa đọc ví dụ với các bạn rồi với cả bài ánh trăng thì rất nhiều bạn chưa học cho nên chúng ta sẽ đến với bếp lửa trước nhé viết một đoạn văn cảm nhận về bốn câu thơ cuối trong bài thơ bếp lửa của bằng việt trong đó có sử dụng dẫn chứng liên hệ mở rộng đây là bốn câu thơ trong bài thơ đôi dòng tiễn đưa bà nội cũng của cùng tác giả này được không các em nhá nhớ làm thử thách đấy nhớ làm thử thách ừ và bạn nào làm thử thách tốt thì tất nhiên rồi sẽ nhận được về cái phần thưởng xứng đáng với cái quá trình mà mình đã bỏ ra và không có tác dụng nào hơn bằng cái việc là các em thực hiện thử thách để mình trau dồi thêm cái cách viết của mình quan trọng là việc đó chứ không phải là chúng ta vì bất cứ một cái phần thưởng nào chị tin là như vậy đúng không chúng mình học thuộc đã là rất tốt rồi nhưng mà hãy cố gắng tận dụng cái đừng để lãng phí đừng để bỏ lãng phí cái quá trình mà chúng mình đã học thuộc được không các em rồi nhá, ok Và ngày hôm nay chị vẫn thấy được cái tinh thần học tập rất sôi nổi của các em Mong rằng là chúng mình vẫn sẽ duy trì được cái tinh thần này cho đến cuối tuần này nhá Cho đến cuối chiến dịch luôn Xuyên suốt chiến dịch đều là những bạn nhỏ vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc với quá trình học của mình Tuy nhiên ngày hôm nay thì số lượng vào các bạn vào xem này, số lượng các bạn tương tác không hẳn là tích cực như hai ngày vừa qua. Chị mong rằng là ngày mai sẽ vẫn gặp lại các em và gặp thêm được nhiều bạn nữa để chúng mình cùng nhau học tập các em nhé. Ừ. Chị đọc lại thử thách nhé. À bạn nào mà chưa học bài thơ bếp lửa thì hãy cố gắng sưu tầm thêm cho chị những nhận định hoặc những đoạn thơ có thể liên hệ mở rộng nhé, có nội dung tương tự được chưa? Còn thứ hai nữa là những bạn nào chưa học bài thơ bếp lửa thì một cái công việc quan trọng của các em đó là đọc và học thuộc bài thơ đó. Được chưa? Đối với những bạn nào mà chưa học bài thơ bếp lửa nhé. Còn bạn nào học rồi thì hãy viết cho chị một đoạn văn cảm nhận về bốn câu thơ cuối trong bài thơ bếp lửa của bằng việt trong đó có sử dụng bốn câu thơ này để liên hệ mở rộng ừ. ok đó còn bây giờ thì chị muốn gửi đến các bạn lời chúc chúc các em lại tiếp tục có một ngày học tập hiệu quả nhất luôn luôn đạt được những cái thành tích luôn luôn đạt được những cái điểm số mà mình mong muốn không chỉ trong môn văn mà còn trong tất cả các môn học khác nữa chúc cho quá trình học tập của chúng mình sẽ luôn luôn là cái sự chăm chỉ quyết tâm và đạt được cái mục tiêu cao nhất của bản thân các em nhé rồi và chị mong là chị có thể đồng hành được tiếp tục cùng với các bạn trong cái hành trình đó còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo bye bye